Anh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi, cập nhật liên tục trên tin tức mới. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Hai chị em lùi húi bên đường, chiến sĩ công an tiến đến hỏi thì biết được lý do khiến người ta thương cảm. Hoàn cảnh của hai đứa trẻ thực sự khiến người lớn xót xa vì không kiếm được việc trong mùa dịch mà chúng phải đi hái rau dại về ăn. Câu chuyện về hai đứa trẻ này được một tài khoản Facebook đăng tải, nội dung như thế này. Đi tuần tra chỉ thị 16, trời mưa gió mà thấy hai chị em đang lúi húi dắt nhau ra đường. Hỏi han thì hai đứa cho biết nhà ở xa, cùng gia đình lên đây làm thuê. Giờ dịch không ai thuê, phải đi kiếm rau dại chứ không có tiền để mua. Bên phía địa phương cho gạo mắm muối chứ không đủ rau. Cả đội cũng thương cảm, khuyên mau đi về kẻo cảm lạnh, rồi mỗi người góp ít tiền cho hai cô bé. Dịch bệnh ai cũng khổ, nhưng những người đã hoàn cảnh thì lại càng khổ hơn. Đính kèm câu chuyện chính là bức ảnh của hai cô bé đang lùi húi bên đường. Nhìn thấy lực lượng chức năng, chúng có vẻ sợ sệt vì ra đường trong thời gian giãn cách. Chiến sĩ công an ra khỏi ô tô, hỏi chuyện rồi cho hai chị em một ít tiền giúp đỡ. Những khoảnh khắc đầy yêu thương tình cảm này khiến người ta xúc động. Dưới phần bình luận, dân mạng đã đưa ra hàng loạt lời khen ngợi khác nhau. Thương người nghèo trong cơn dịch, bà con đi làm xa nên tìm cách liên hệ với hội đồng hương. Cũng rất may mắn cho các em gái là nhận được chút ít hỗ trợ từ các anh công an để trải qua mấy ngày khó khăn phía trước. Cảm ơn các anh thật nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.